Thế giới đài xin chào đón toàn thể các bạn đã trở lại với kênh. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2021. Em sẽ lên một em đài sáp QT7DX. Sản phẩm này thì đã về với bên em một thời gian rất là lâu rồi. Và nó có một yếu tố mà em không dám đăng bán lên kênh, nhưng sau khi quay video ở những cái đài khác thì có nhiều bác đã yêu cầu là quay con đài màu trắng. Thì con đài màu trắng này có mã là QT7DX. Con này thì các chức năng hoạt động hoàn hảo, nhưng có một cái mà em không dám, lúc đầu em không dám đưa lên kênh vì nó mất một cái nút, là nút tua. Nút đây, một nút này là do một cháu bé ở hàng xóm đến chơi, xong thì là em không để ý, sơ ý thì em bé đấy đã làm mất, cậy mất một cái nút này. Còn bản thân lúc đầu nó về là nó đầy đủ, đúng lúc, không thiếu cái gì. Thế thì em này thì hình thức thì có thể nói rằng là phía trước còn rất đẹp. Nước mạ của hai bên loa thì còn có thể nói gần như là mới, nhưng mặt trên thì đã hơi là rôm rồi. Em xin quay sát lại để các bác có thể xem, nếu bác nào hôm trước đã hỏi thì hãy liên lạc lại với em thì để em gửi hàng. Và em cũng nói luôn giá thanh lý là 2,4 triệu, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, chỉ duy nhất mất núm ở trên. Đúng đây, mặt trên này thì đã hơi bắt đầu rôm rồi nhưng hình thức còn đẹp. Em cam kết hàng này hàng zin 100%, em mua ở Nhật để không mất nhiều thời gian cho các bác. Thì em sẽ làm công tác là test cái chức năng của nó để cho các bác nào mà đã hôm trước đã hỏi em, có theo dõi kênh của em thì sẽ liên lạc lại để em setup sản phẩm này. Em sẽ chỉnh camera để nó cho độ nét một chút để các bác có thể theo dõi cũng như là xem hình ảnh nó được nét hơn. Có rất nhiều bác đã gọi điện đến đóng góp ý kiến rằng là nên tăng độ sáng trong quá trình quay video, cũng như là chuyển chế độ quay video ở chế độ 4K. Em sẽ cải tiến chế độ quay cũng như là góc quay để đảm bảo các làm sao ánh sáng cũng như là góc độ quay, góc độ review tốt nhất để các bác có thể xem sản phẩm một cách thuận tiện nhất. Em xin test chức năng radio trước để các bác xem nghe. Bạn Nguyễn Tiến Hưởng có chia sẻ là quốc lộ 5 đi qua thị trấn Bần Hưng Yên hướng đi Hải Phòng, xe ben gặp sự cố về lốp, đang đỗ ở giữa đường đã có cảnh báo, tuy nhiên là khu vực này trời mưa to. Chúng tôi xin được nhắc lại là quốc lộ 5 đoạn qua thị trấn Bần Hưng Yên hướng đi về phía Hải Phòng, một chiếc xe ben bị nổ lốp nằm ở giữa đường. Câu diệt thành quả của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn có nghĩa hết sức là quan trọng. Một hợp bởi khan của chúng ta đúng mà đã có hoạt động được, có những mùa vận chuyển trên cái đường hồ này. Sinh thái rừng khô hạn đặc trưng và độc đáo của Việt Nam. Đức, huyện Bù Gia Mập. Bắt được tất cả các đài ở Việt Nam. FM 178 dùng nguồn ngoài 12V, cắm trực tiếp điện 220. Đây là chế độ FM. Em chuyển sang test chế độ băng. Băng đây. Em này có cả tính năng lay in nữa các bác nhé. Tuy bé nhưng mà lại là có đầy đủ các tính năng luôn.
vôn. Em cũng xin kết thúc video test ở đây. Một lần nữa chúc các bác một tuần mới, cũng như là toàn thể các bác yêu đài nhiều sức khỏe. Và hãy đăng ký kênh của em để theo dõi các video tiếp theo. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác.